Hello, hello, chào mọi người ha, chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ đi một cái bộ nail màu rất là xinh. Thì lâu rồi thì mình không có làm lại những cái màu natural giống vậy á. Hôm nay thì mình sẽ đi ombre, nhưng mà cái glitter của mình nó ẩn ở dưới nha mấy anh chị. Glitter của mình nó sẽ ẩn ở dưới. Đó, và hôm nay thì mình sẽ đi cái màu sapphire. Màu sapphire, anh chị nào có sapphire với lại anh chị nào có cái màu xinh xét nha, là mình sẽ sử dụng cái màu số 18. Đó, và khi mà mình cover cái design này á, thì mình sẽ sử dụng là những cái màu nó hơi trong trong giống vậy nè. Thì làm lên nó mới dễ thương nha. Và hôm nay thì mình sẽ đi hai cái màu này. Rồi, ba cái màu này đi. Hello, chào mọi người, chào cả nhà nha. Đắp cái màu này lên. Mấy anh chị thấy cái màu nó cưng lắm. Rất là đẹp luôn. Mình đi cái màu sapphire nha mấy anh chị. Mình đi màu sapphire. Đưa vô, chị lên xong cục này là được. Rồi mấy anh chị ơi, share giúp em nha. Đó, và hôm nay thì mình đang đắp cái màu này rất là cưng, cái màu sắp quay nè. Đi hết cái cục này là xong. Đó, mình tán nó ra ha. Tán nó ra. Rồi, rút ra khỏi tới phần đầu móng luôn nha. Đó, màu của mình rất cưng cái màu sắp white. Màu sắp white thì nó nhạt hơn cái màu white, mà nó được mix rồi để mà mình chuyên làm ombre đó mấy anh chị. Mà mấy anh chị mà muốn màu nhạt hơn thì mình lấy milk white nha. Mình lấy milk white thì nó nhạt hơn gấp sắp white. Rồi ha mấy anh chị, màu rất là cưng. Và khi mà mình xong rồi, đối với cái ngón này á, là mình sẽ đi một chút xíu cái nền màu hồng ở dưới ha, chỉ có cái ngón này thôi. Đó, mình có nhiều cách để đi. Ngón này thì mình sẽ đi một lớp thật là mỏng cái màu hồng dưới nha, còn mấy ngón khác thì mình đi kiểu khác. Đây, một lớp thật là mỏng nha, mình cho cái màu hồng ở dưới, riêng đối với cái ngón út thôi nha mấy anh chị. Đây, bộ nail này mình đi giống vậy nè. Đó, mình đi như vậy để lát á mình phối design á mấy anh chị. Mình còn phối design nữa. Xong hết này thì mình lấy một ít crystal clear nha. Mình giảm thêm một chút xíu Fuchsia Love. Thì cái màu này là màu số mấy? Quên rồi. Để xin cái màu hồng á, nằm trong set Fuchsia Love đó. Mình sẽ cho nó mỏng xuống nè. Cho nó ít thôi mấy anh chị. Cái kim tuyến mình nó không có mít. Thành ra khi mà mình lấy á, nó tiết kiệm cực kỳ luôn. Và nó không có bị nhiều. Mình có thể là control cái phần kim tuyến của mình rất là dễ dàng luôn nha. Cái này là số 10 nha, cái này số 10 nè. Còn cái set này thì GMF, cái này màu này thì nó nằm trong cái GMF. Và mình đi như vậy nó rất là cưng, dễ thương lắm. Nhìn cái màu thôi là đã thấy cưng rồi đúng không? Màu hồng hồng là cưng rồi. Xong hết cái này thì mình sẽ chờ khô chút nha. Mình cho cái màu số 18, xinh xét 18. Và đặc biệt là khi mà đi những cái màu này đó, là cái màu của mình nó nhạt nhạt thôi, nó không có đục đục á, là mình đi á, nó bị cover hết cái design của mình á. Đó, đẩy lên ha, tới phần cuticle mình tháp nhẹ 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 xuống, vuốt nó ra đó, vuốt nó ra không. Xong mình chăm sóc hai bên cho nó sạch. Đó, chăm sóc hai bên cho nó sạch. Đúng không nè? Xong. Thế là cái ngón này là mình đinh đó. Lát nữa là mình cover miếng crystal clear lên nữa là xong. Và mình sẽ đi qua những cái ngón này. Những ngón này thì đặc biệt là mình đi khoảng là kim tuyến mình đi khác nha. Đó, mình có ở đây là mình có tới hai cách để đi. Tại vì mỗi cái khi mà mấy anh chị nhìn vô hình đó, mình biết kim tuyến nằm đâu thì mình đi chỗ đó. Rồi, đi khoảng là 70% thôi. Ngay chỗ đường nối đây mình cho nó thật mỏng nè. Xong mình giữ bột vô ha. Bắt đầu mình vuốt bột xuống. À, bột mình vừa dẻo là mình vuốt liền ha. Chứ mình đừng chờ khô quá. Mà khô quá, trong trường hợp khô quá thì mình phải dùng cái thân cọ mình vuốt. Đó, và cái liquid này là hôm nay là xin đặc biệt là mình pha nó hơi nhiều liquid khô nhanh vô.
để mà mình vuốt cho nó nhanh, không đắp cho nó nhanh. Muốn nhanh thì cứ xài lấy vịt khô nhanh, và cái bột của mình xài lấy vịt khô nhanh được, nó tùy thuộc vào cái thời tiết và cái tốc độ của mình. Xong hết nè, cái này đi 70% đúng không? Khoan đi màu hồng, mình cho kim tuyến trước nha. Cái này đặc biệt là mình đi kim tuyến. Đi kim tuyến là mấy anh chị muốn cho cuticle ở đây nó không có kim tuyến thì mình đừng đi lên tới kim tuyến trên đó. Cái này mình đi dựa thôi. Rồi vuốt nhẹ xuống. Cái kim tuyến này nó hay cái là mình không có cần pha sẵn, không? Không có pha sẵn. Khi nào xài là pha chỗ đó, pha lúc đó thôi thì nó sẽ tiết kiệm cho mình rất là nhiều. Rồi lấy thêm miếng nữa chia mép nè. Không, cái này hột bự đục. Cái này kim tuyến nó đục, còn cái kia kim tuyến nó trong nhưng mà nó vẫn có màu cho mình nha. Thì mình pha hai cái lại với nhau. Đó, muốn chỗ nào nhiều thì mình cho chỗ đó nhiều. Xong mình tán nó ra hai bên hông cái. Khi mà xong rồi nè, bắt đầu trong cái phần này kim tuyến của mình nằm chính giữa rồi. Mình lấy cái màu xinh set 18 vô. Ha, cho lên. Chăm sóc cuticle nè, đẩy bột lên cuticle cái đó. Đó, rồi sau đó mình sẽ giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn. Không, vuốt, đó. Rồi xong, vuốt cho nó cái chỗ này nó mỏng nè. Giống như kiểu mà một lớp mỏng cái màu mà nó cover cái kim tuyến của mình á. Nhưng mà khi mà mình đi cái này á, thì lưu ý là mấy anh chị mới bắt đầu tập á, mình dùng cái màu mà trong thôi. Không, thì mình đi á, thì mình sẽ còn lộ ra một chút xíu kim tuyến. Thì nó khi mà mình sơn lên, sơn bóng lên, sơn shiny lên á, thì nó vẫn có nó thấy hơi kim tuyến đó, thì nó sẽ ra giống vậy nè. Thì khi mà mình design lên, mình vẽ cái gì lên nó cũng đẹp hết á. Ở dưới nền của mình có kim tuyến rồi. Rồi mình đi qua cái ngón này. Ngón này thì mình cũng y chang vậy. Mấy ngón này là sau này mình đi giống nhau, chỉ có ngón út là mình đi từ cuticle xuống thôi, để mình đang tạo cái phần nền cho cái phần design của mình á. Rồi đẩy bột lên ha. Bột của mình nó dẻo á thì á, mình vuốt là đẹp nhất, đúng không? Nó dẻo, nó lúc mà nó đang dẻo á, dễ vuốt là mình vuốt đâu thì nó theo đó, còn khi nó cứng á, thì tất nhiên là nó sẽ không theo ý mình rồi. Và khi nó chảy cũng vậy nữa, nó cũng không có theo ý mình nữa. Nên thành ra khi mà mình pha liquid đó, một mình nếu mà tốc độ mình nhanh, nhiệt độ ok thì mình xài liquid khô nhanh luôn. Còn khi mà tốc độ của mình nó chậm, hơi chậm miếng thì pha thêm chút chảy vô. Còn chậm hơn nữa pha nhiều hơn, không? Tùy thuộc nha. Và khi mà mình pha mọi người nó sẽ khác nhau, tại vì nó còn tùy thuộc vào tốc độ của mình á. Thành ra mấy chị mà pha liquid khô nhanh hay là mình pha đó, tùy theo tốc độ của mình nha, với lại nhiệt độ của mình. Còn trong cái phần bột á, mình có thể đắp liquid khô nhanh hoặc liquid chảy. Đó, tại vì sao? Tùy thuộc ở cái tốc độ của mình thôi. Nhanh thì mình đắp ok, còn chậm quá thì mình pha vô. Cũng giống như mình đắp bột clear vậy đó mấy anh chị. Đó, bột clear hay là những cái màu nút đó. Có nhiều anh chị xài liquid khô nhanh, có nhiều anh chị thì mình thích pha vô. Pha vô thì mình có điều khiển, có thời gian để điều chỉnh nó thôi. Không, từ từ chút. Đó, còn khi mà mình pha mà nó khi mà mình sử dụng liquid khô nhanh thì đôi lúc đó nó thời tiết nó khô nhanh quá, rồi kéo không kịp đó, thì nó mình phải làm lại, thành ra mất thời gian của mình. Nên là tùy thuộc là mình xài thôi, không có gì mà không thể hết đó mấy anh chị ha. Có khi người này làm được, có khi người khác làm không được, đúng không? Tại vì cái đó là nó do tốc độ mình á. Rồi xinh quá là xinh luôn, kim tuyến mà mấy anh chị để vậy cũng đẹp nữa, không để vậy xong mới để clear cũng đẹp nữa ha. Nhưng mà hôm nay thì style mình nó khác một chút. Thành ra là mình phải cover cái màu, tại vì cover thì nó có thêm, nó design nó đẹp khác hơn đó. Mỗi bộ nail thì nó khác nhau, nên thành ra là khi mà mình quan trọng là mình phối thôi. Rồi xong cho thêm miếng vô. Mà mấy cái màu mà sunset hay sub white nó xài mỗi ngày luôn mấy anh chị. Mấy cái màu này là xài mỗi ngày everyday nha. Nó làm được rất là nhiều cái style, tại vì thường đa số khi mà mình có dẻ đi nữa, những màu này cũng giúp mình á, làm cái nền. Không, những cái màu này làm nền cũng đẹp, mà mình đi thẳng luôn một màu cũng đẹp. Không, chỗ này nó hơi lõm nè, thành ra là mình không có vuốt cái bột của mình nó ra nha. Lúc mà nó đang ướt á, mình chờ miếng nè. Không, vuốt nữa là nó đi mất bột hết. Rồi hơi thiếu chút nè, mình cho thêm miếng bột vô. Và khi mà mình design mấy kim tuyến này thì mình xài cái cọ số 12 thôi. Và cọ thì em có đủ size 12, 14, 16, 18 nha. Cái cọ clean skin 100% nên ra mình làm móng dài vẫn được. Thường đa số những cái design này đâu ai đắp một cục đâu, không đi mà đi từ từ, đi hai ba cục không à.
Tại vì mình sẽ đi những cái màu khác nhau á, thành ra mình sẽ lấy vài lần. Nếu mà mình thấm vô tờ giấy thì nhanh chút, còn không anh chị để lên trên này nè, mình chờ chút ha, để bột nó dẻo đại đã, sau đó bắt đầu mình thả. Lúc này đây mình, mấy anh chị thấy mình thấy thả ngang đúng không? Mọi người thấy thả ngang đúng không? Thả ngang thả dọc là tùy mình thôi, nhưng mà lúc nào cũng phải chăm sóc cái phần cuticle cho nó mỏng nha, tại vì mình đang làm cái phần rầy đó mấy anh chị. Đó, đã bột nó hơi cứng nè, thì mình sẽ nhanh tay chút xíu dùng cái thân cỏ mình đè nó xuống. Mình dùng thân cọ nè ha, mình ôm nó vô xong rồi mình đè xuống, cố gắng kéo bột của mình ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Cái này là mình sử dụng liquid, hôm nay là mình sử dụng liquid khô nhanh lắm anh chị, xong rồi pha thêm có chút xíu, chắc cỡ 1% liquid chảy vô thôi à. Đấy, mình làm nhanh chút, còn bình thường khi mà làm live mình phải làm từ từ lắm anh chị. Thiếu nè ha, thiếu lên thì cho thêm miếng lên nữa, nhưng mà mình chờ chút đã rồi xong đậy lên. Cả nhà khỏe không? À, cả nhà share giúp em nha, thấy mọi người rất là nhiều. Hôm nay thì mình đi màu sắp white với lại sunset. Sunset 18, số 18 thì cái set này gồm có là 36 màu thôi mấy anh chị. Màu là phục vụ cho 4 mùa nha. Khách vô là khách mê đó. Mấy cái tông màu này là bảo đảm khách vô là khách mê đó mấy anh chị. Màu đẹp lắm. Màu nó rất là dễ xài, nó xài quanh năm suốt tháng luôn. Nên anh chị chưa có set này thì mình có thể là mua set này nha. Set này gồm có gel và bột. Và đặc biệt riêng set này thì cái gel của mình nó matching với đắp bột. Mà nó lạ một cái vậy nè, những cái màu nhạt á mấy anh chị. Những cái màu này nè, mình đắp dày thì nó ra tông màu khác, đắp mỏng thì nó ra tông màu khác nha mấy anh chị ha. Nên là cái màu của nó cũng tùy thuộc cái tóc, cái độ dày của mình nữa. Tại nó tích pít mình nó nhiều á, dày thì pít mình nhiều thì nó tan trong liquid thì nó đậm. Đó, còn khi mà mình làm mỏng á thì pít mình nó ít. Đó thì nó tan thì nó sẽ ít. Rồi cho thêm miếng cái này vô. Cái này mình phối vậy thôi, mấy anh chị có thể điều chỉnh sao cũng được. Chủ yếu là cái mình làm cái nền phục vụ cho cái design của mình. Cái này vẽ không đẹp, cái design này vẽ không đẹp. Không. Cái bộ màu này á, mình vẽ cũng đẹp, hoặc là mình sơn top cũng đẹp nữa mấy anh chị. Nhưng mà khách mình tới không có ai mà đi ra mà không có design hết á. Nên thành ra bèo bèo cũng phải có design, chút miếng design. Hay là đính đá tại quen rồi. Không, ví dụ mình build cách gì là nó quen cách đó vậy đó. Khách tới với mình tại vì nó thích cái style vậy. Rồi. Nên là khách tới là mình cũng chọn mấy cái design vừa vừa trong khoảng từ 4 tiếng trở lại thôi mấy anh chị. Chứ Christine cũng không có làm mấy cái bộ mà lâu quá đâu, tại vì còn phải làm việc khác nữa. Thành ra cái khách nào mà nó đòi hỏi quá mấy cái bộ design khó khó làm mất thời gian 6 tiếng, 8 tiếng á, là mình không có làm đâu mấy anh chị. Tại vì có nhiều cái design nó khó lắm, nó mất thời gian mình á. Nên là mình không có làm, không có nhận làm. Từ chối luôn mấy anh chị, tại vì không có thời gian để làm. Là một bộ nail mà hết một người khách hết 6 tiếng à, 8 tiếng là hết ngày rồi, đâu làm được gì đó mấy anh chị. Nên là mình sẽ lựa chọn những cái design mà nó phù hợp với cái tốc độ thời gian của mình làm. Rồi xong mình đẩy nó lên. Đẩy nó lên. Cái này lát nữa là mình sẽ cover hết crystal clear nha mấy chị. Đút nhẹ ra. Đó, anh chị nào mà chưa có cái kim tuyến mà food solid á, mấy anh chị mua set để dành, để xài. Tại cái set này á, những cái kim tuyến mà bên công ty á, là không có mix sẵn. Nó mấy anh chị xài lâu lắm. Và nó không có chiếm chỗ của mình nhiều, tại vì nó hũ nhỏ đó. Mình lấy cái hộp mình để vô, không? Xong rồi đó mình thích cái nào tới khi mình xài nào mình lấy đó. Tại cái này nó cũng rẻ, không có mắc không. Tại kim tuyến thực sự thì á, mấy cái design mà để kim tuyến lên nó dễ làm,
nó làm cho cái nền của mình nó đẹp. Đó, xong cái kim tuyến nè, bắt đầu cho sunset 18 lên. Wow, cái màu này xinh lắm luôn, em nói thiệt luôn, ở ngoài nó đẹp hơn trong trong cái line của mình luôn á. Tại vì trong cái line em đang xài iPhone 12, cái màu nó bị cũ á mấy anh chị. Nó không có được đẹp giống như cái màu iPhone 15 đâu. Này là iPhone 12 á, nên thành ra lâu đời rồi, cái màu sắc của nó cũng không có được đẹp giống như cái mới nữa. Nên là mấy anh chị thấy cái màu á, nó không có, sẽ không có được giống như cái ở ngoài em làm, nó nhìn nó đẹp, nó nét hơn nữa. Phone cũ quá rồi. Rồi xong ha, chỗ này hơi thiếu miếng, cho thêm miếng vô. Quá xinh luôn ha. Rồi tất cả xong hết là mình sẽ cover một lớp crystal clear nha mấy anh chị. Trong phần cover crystal clear á, mấy cái design này á, mình nên cover crystal clear để cho nó trống, để cho nó trong nha. Nói liệu luôn. Đây hai cái kim tuyến nè, hai cái kim tuyến trong bộ nail này nha mấy anh chị. À, đậy lại cái. Rồi xong, đây là hũ sắp quai. Sắp quai bên em là có 16 ao, 22 ao, 3 pound, 5 pound, thậm chí là 25 pound nha mấy anh chị. Và đây là cái màu số 18. Màu số 18 nằm trong sunset thì em có 2 ao, 16 ao, 32 ao. Ấy mà, 22 ao, thậm chí là anh chị nào cần cái này 3 pound em có luôn nha. Những cái này là mấy anh chị cần 3 pound, 5 pound em đều có. Và mấy anh chị nếu mà cần 3 pound, 5 pound, mấy anh chị gọi vô số phone công ty giùm em nha. 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha mấy anh chị. Đây là những cái số phone thì anh chị muốn mua số nhiều hay là muốn mua những cái size lớn đặc biệt đó thì mấy chị gọi vô công ty. Còn trên website thì em có 22 ao. Đối với những cái màu cơ bản thì em có là 3 pound, 5 pound, 25 pound. Nhưng mà đối riêng đặc biệt với những cái này á, thì mấy anh chị giúp em gọi vô số phone. Những cái màu trong sunset hay là OM á, 5 pound thì mấy anh chị là gọi vô số phone cũng được nha. 5 pound mấy màu OM cũng có, thì trên website em cũng có luôn. Rồi mấy màu này xài nhiều lắm, anh chị thích màu nào là mình mua hũ lớn để xài, tại vì nó xài hết rất là nhanh. Đó, cho một lớp mỏng lên rồi giữ bột ở bên trong, giữ bột ở bên trong ha. Xong bắt đầu mình vuốt ra. Chờ chút. Đó, thế là xong. Màu rất là đẹp đúng không? Màu cưng ha. Và khi mà cái này là nên cover crystal clear để đạt được cái độ trong nhất có thể nha. Mình cover một lớp mỏng thôi. Nếu mà mình chưa có đủ độ dày thì trong cái phần này là mình nên tăng cái độ dày lên. Giống như ngón này hay là những cái ngón này nè, khách muốn dày hơn thì mình tăng cái độ dày lên. Mà khách này bình thường thôi, trung bình, không có muốn dày lắm đâu mấy anh chị, nên mình sẽ tăng bình thường. Còn nếu mà mình muốn khơ thì ngay chỗ này nè, mấy anh chị làm khơ nhẹ luôn ha. Rồi vuốt nó xuống. Đó, mình vuốt ngay cái chỗ phần thân nè, để cho cái phần kia nó có độ khơ, độ dày nè mấy anh chị. Đó ha, muốn có độ khơ thì mình cho chỗ này, mình tăng cái bột clear thì nó sẽ có cái độ u ở đây. Đó, u tùy thuộc là cái sở thích của mọi người thôi. Khách muốn u chỗ nào này, giống như chỗ này không có u nè ha. Giờ mình cho u lên nè, cho u nhẹ lên nè, thì lấy cục bột lớn thôi. Và cái u này nó cũng tùy thuộc là cái số lượng bột mà mình lấy á. Mình muốn u nhiều thì mình lấy cục bột nhiều, và mình dồn lên chỗ này nó nhiều hơn nè. Đó không, từ từ chỗ này thì mình tháp xuống. Tháp xuống tới một mức nào đó thì mình vuốt lại cho cái mặt móng của mình nó đều. Đó, chủ yếu là cái mặt móng của mình nó cũng phải mượt nữa nha. Nó cũng phải mượt nữa nha. Khi xong rồi mình tới mình chỉnh đầy cái miếng. Đó, và đây mình nhẹ thôi, phớt nhẹ thôi. Để làm gì với em, chỗ này cho nó u lên. Đây, thì nó có độ u, đúng không? Đó, muốn u đâu thì mình cho u đó. Và u cao, u nhiều, u thấp là do cái lúc mà mình lấy bột á. Mình lúc mà mình lấy bột nè,
từ từ mới thì mình chưa quen, nhưng mà từ từ mấy anh chị mới á thì chưa quen, nhưng mà từ từ thì mình sẽ quen thôi. Dồn nó vô nè. Đó, anh chị nào mà chưa vận bột hay là vận xếp thì mấy anh chị cứ đăng ký lớp em. Trên đây thì em cũng có chia sẻ, nhưng mà đôi lúc á thì ở trong lớp á thì mấy anh chị sẽ có thời gian luyện hơn ha, có thời gian rồi xong á em sẽ hướng dẫn cái size và hướng dẫn cách chỉnh sửa làm sao để cho khi mà mình làm á nó nhanh. Đắp cubicle làm sao cho nó đẹp. Rồi, có u nè ha. Đó, món nào thì mình quan trọng nữa là u ở đâu nữa nha. Nó có nhiều cách, nhiều cái u lắm. Nhiều cách thì ít thích u cuticle, nhiều cách thì nó thích u ở chỗ cái phần thân móng miếng. U nhiều á thì móng càng dài á thì mình làm u nhiều được. Còn móng ngắn mà làm u nhiều nó ra khơ luôn rồi. Làm u ít ít thôi. Đó, và sắp tới thì nữa là Sen sẽ có lớp nâng cao chuyên sâu tại Genro nha. Vào ngày 13, 14 tháng 6, tháng 5. Đó, tháng 5 này. Và cũng trong tháng này là mình sẽ có một lớp từ cơ bản tới nâng cao tại lớp neo 2 ngày tại Oklahoma nha. Vào ngày 27 và 28 tại thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma luôn. Và cũng trong tháng 6 thì mình có lớp tại Florida, Orlando nha mấy chị. Thì cái lớp Orlando á thì vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6 thì tất cả lớp học thì mình có thể đăng ký qua số phone công ty nha, 7148049818. Và tháng 7 thì mình có lớp tại San Jose vào ngày 15 và 16 tháng 7 thì tất cả lớp học thì cả nhà có thể đăng ký qua số phone 7148049818 nha. Rồi lấy cục bột cho nó lớn chút nè. Xong mình để lên, cái này mình không có nhích xuống nè, không? Thả dọc thả ngang là tùy mình. Đó, rồi xong mình sẽ di chuyển cái bột của mình nó xuống. Và khi di chuyển xong vuốt nhẹ, đó, để cho cái mặt móng của mình nó đều bột. Rồi bên này cũng vậy. Ngón này thì cái độ dày nó đủ rồi. Đó, chỉnh lại chỗ này miếng, giúp cho mặt móng của mình nó đều. Thường đa số mấy anh chị tới lớp á, mấy anh chị mà đã làm qua rồi đó, thứ nhất là mấy anh chị đắp bột là nó bị lõm. Đắp bột dày mặn không có đều. Rồi xong á, đắp cuticle không có tròn ha. Rồi đắp lâu quá, đắp nhiều cục. Đó, về cái phần đắp bột á. Còn xếp thì đa số thì mấy anh chị mà làm qua rồi nha, thì bị méo, rồi xong bị cắt vô móng thịt của khách. Làm rồi xong đầu móng nó bị nhỏ không? Đó là những cái trường hợp khi mà mình đi làm mà mình cứ hay bị hoài luôn. Tại đôi lúc á, mình thấy được cái style của mình á, nhưng mà mình không có biết cách để sửa nó. Nên là mấy anh chị cứ tới lớp ha, tới lớp thì em sẽ hướng dẫn chia sẻ cho mấy anh chị sửa nó. Rồi chạy cuticle đắp đẹp rồi chạy mất bột không, tại vì thao tác chạy không đúng. Cái đó để mấy anh chị phải tới xong rồi đó em coi cái khi mà mấy anh chị làm á, thực hành á, lúc mà mấy anh chị đang làm á mình sai chỗ nào là em và cùng team sẽ hướng dẫn biết lỗi sai từ ở đâu, sau đó thì mình sẽ có cách giải quyết, tại vì mọi người nó sẽ có một cái điểm sai khác nhau. Không. Nên nó thành ra là anh chị nào mà chưa làm hay là nó còn làm lâu quá, bị lộ nhiều quá thì mấy anh chị cứ tới. Đó, tới lớp ha. Rồi xong, qua bên này. Cái đơn giản nhất không phải là mình nhìn xong mình làm được mấy anh chị, đúng không? Mình phải thực hành rất là nhiều. Và một khi mình thực hành đúng á, bài bản á, chi tiết á là mình đi rất là nhanh,
Còn nếu mà mình nhìn thôi chắc chắn là mình sẽ có quên. Và khi mà mình về mình tự thực hành, nó chắc chắn sẽ có chỗ chưa đúng hẳn, hay là mình chưa có thuộc bài, kiểu mà không có thuộc á, không có thuộc step á, rồi để sai cái step của mình á. Thành ra khi mà mình học á, mà mình phải nắm thực vận, phải thuộc bài luôn mấy anh chị, phải thuộc các bước đi luôn, thì khi mà mình về mình mới tập đúng được, và lúc đó thì mình sẽ đi nhanh. Còn mình nhìn thôi, lúc nào mình nhìn thì mình tất nhiên nhìn thì mình thấy nó dễ đó, đúng không? Quan trọng là lúc mà mình thao tác mình tập có đúng hay không. Nên thành ra mấy cái đó thì mình phải vận nha. Trong lớp mình cố gắng thuộc mấy cái đó đã. Xong rồi đó, làm được tại lớp mấy cái phần đó đã. Còn tất cả mọi thứ là về mình có thể chỉnh sau. Nhưng mà cái phần shape double có làm hay là chạy máy á, là mình phải chỉnh ở trong lớp cái đã. Không, để cho nó biết đã. Tức là trong lớp mình làm được cái đã rồi, xong về mình mới bắt đầu là mình lấy cái đó mình tập, đúng không? Nên là mấy anh chị mà mới bắt đầu tập á, mình lưu ý mấy cái điểm đó là được. Rồi xong mình sẽ dùng cái cây bi tuy này ha. Mình chạy under móng nè. Không, cố gắng thì thường á, mấy anh chị mà mới bắt đầu tập á, là mình hay bị dính bột dưới. Nên thành ra khi mà đắp bột á, thì sẽ cố làm sao đắp bột cố gắng đừng cho dính dưới nha. Tại vì dính đâu cũng được, chứ dính hai bên khóe là mình lấy hơi cực. Không, tại mình mới tầm máy chưa vận nữa. Nó đủ độ dày nè, nó có độ khơ nhẹ nè mấy anh chị ha, khơ nhẹ trên này nè, đó, khơ nhẹ trên này ha. Cái này là cách này chỉ muốn khơ vậy thôi, và không có dày lắm. Giữa ngay chỗ đường nối, giữa móng thiệt móng dạ, bên này cũng vậy. Mặt móng mịn rồi ha, đắp bột mặt móng mịn rồi, thành ra mình sẽ không có cần cà mặt móng nữa. Và mặt móng mịn và nó đều rồi, thành ra mình không có cần cà nhiều. Thì ra cái màu rất là đẹp, xếp đã xong. Mặt móng không mịn thì mấy anh chị đánh lên, còn nếu mà mặt móng đều rồi không cần làm, không thì mình sẽ tiết kiệm thời gian. Nên thành ra khi mà mình tập đắp mình cũng nhìn ha, cố gắng hai bên đừng có ôm cho nó mập quá. Nó mập quá thì nó nhiều bột á, kiểu mà nó dày á, nó mập có nghĩa là nó bị dày hai bên rồi bột nó ra đó, thì tới khi mà mình lấy xếp mình phải để cái cây dũa lên mình đánh để cho nó ôm hai bên. Thành ra tới khi mà mình vuốt á, mình cũng cố gắng vuốt làm sao hai bên nó ôm vô ha. Những cái bộ nail mà thực tế trên salon á, mình làm sao để nhanh gọn lẹ không. Thường đa số những cái lớp học của Sinh mở ra đó là cho salon, mấy anh chị làm về thay độ liền à, tự tin liền luôn mấy anh chị. Tất nhiên khi mà mình tiếp nhận một cái gì mới đó
mình thay đổi một cái gì đó nó phải có thời gian đúng không, nó phải làm chậm một chút, nhưng mà ít nhất là cái bộ cách đầu tiên là mình đã thấy thay đổi và nó tự tin hơn rất là nhiều. Kiểu mà về tới là tự nhiên cái mất tích có 3 ngày hay là 2 ngày thôi, về là sếp mình khác liền, đắp bột khác liền luôn đúng không, mặc dù là mình chậm đó. Nên là làm sao mà khi mà mình đi học mình biết được cái mục đích của khi mà mình đi học nha mấy anh chị. Mình xác định là mình muốn học về cái gì. Tại vì thật sự muốn học càng nhiều thì mình phải cần có thời gian càng nhiều. Đó, thời gian càng nhiều. Nên ha, thì chủ yếu khi mà mình đi học mình cần cái gì trước. Đó, để cho nó đầu tiên là cái step 1 tự tin trước đã. Rồi xong tính tới cái phần design, thấy không? Design thì ai cũng biết chấm 5 cánh bông hết á mấy anh chị, không? Thì khi mà được cái shape bột rồi, thậm chí là shape bột đẹp rồi đó, chấm 5 cánh lên một hai ngón thôi, cho khách cũng đẹp nữa, không? Nên là design là mình cũng có thể là học online. Có nhiều anh chị là muốn đăng ký học design vẽ, nên thành ra là tôi xin thiệt luôn, tư vấn thiệt luôn mấy anh chị đăng ký học online được. Học bên Việt Nam á, nó vừa rẻ nữa. Mà tại vì sao biết không, mấy chị học xong về mà không có thực hành á, cũng khó lắm. Thay vì vậy đó, mình vừa học mà mình vừa làm mẫu lên cho khách coi, xong từ từ á mình build được một số lượng khách nhất định á, tự nhiên cái mình có khách dễ hoài luôn, và tay nghề của mình lên. Chứ học xong rồi mấy chị không chưa có khách làm nữa. Tại vì khi mà mình build một cái service gì á, mình cũng cần có thời gian, đúng không? Cũng cần có thời gian. Nên á, mình vừa học cái kia, học từ cơ bản tới nâng cao từ từ đi. Nên lý do tại sao có nhiều anh chị tại sao qua bên đài tự nhiên cái biết vẽ không có, mọi người học bên Việt Nam hết á, học xong hết. Tại vì Việt Nam lúc mà chưa qua thì mình có thời gian nhiều, thành ra mình có điều kiện, hay là mình biết rồi mình học, cái đó là cái lợi thế đó. Tại bây giờ nó càng phát triển mà, nên là mấy anh chị mà học design đó thì mình nên là học mỗi ngày, một ngày dành ra một tiếng là mình có thể là học online, học từ cơ bản tới nâng cao. Học chậm nhưng mà chắc, học tới đâu tính tới đó. Tại giống như kiểu vào Việt Nam mấy anh chị thấy không, dạy là người ta có rất là nhiều khóa, từ line work, từ ren, rồi từ hoạt hình, người ta chia ra hết á. Sau đó là mình mới học từng cái, vững cái này rồi, vững nét rồi. Mấy anh chị qua thật thôn thấy dễ không? Không, nhưng mà chưa có vững nét á, mình qua thật thun rất là khó. Tại vì sao? Mình còn phải outline, vẽ cái này cái kia lên nữa. Đó, xếp đẹp rồi nè, xong rồi. Thì thay vì vậy thì mình cứ dành everyday học một tiếng đồng hồ với cái mấy thầy cô giáo online bên Việt Nam á, thì mình sẽ tiết kiệm được tiết kiệm được tiền và nó hiệu quả hơn nữa. Tại vì Việt Nam học á, mấy anh chị mỗi ngày học một mẫu thôi, không có cần nhiều đâu. Từ từ học xong mẫu này, ngày mai vô là làm cho khách liền luôn, không là mỗi ngày một mẫu, rồi xong á từ từ 3 tháng sau thôi thấy là cái design của mình thay đổi liền. Tại mình không có thời gian, không. Còn nếu mà anh chị nào bên Việt Nam mà chuẩn bị qua Mỹ hay là gì đó, mình có thời gian nhiều, càng học càng nhiều càng tốt. Nó có rất là nhiều cái thể loại cho mình. Rồi sau mình vũ này ha. Còn bây giờ mình ở đây là mình phải trả tiền nhà, thành ra nếu mà mình về Việt Nam 3 tháng là nó đói luôn á, đúng không? Đó, nên thành ra là khi mà đã qua tới đây rồi, thời gian nó sẽ không có nhiều giống như bên Việt Nam nữa. Bên này không dụ cho dưới nó thẳng cái đã, xong bắt đầu mình đi cây dụ thẳng lên từ trên xuống nè. Tại mình hồi nãy mình đắp bột nó ôm rồi đó, thành ra nó không có bị mập chỗ nào, mình đỡ cực lắm. Kiểu đắp bột nó không có bị mất xếp lại, đừng cho nó dày quá, vừa đủ thôi.
có chỗ nào mà nó chưa đều thì mình nghiêng cái cây dụa lên mình đánh. Chủ yếu khi mà móng nhỏ này là mình sẽ canh được cái phần điểm tâm đầu móng á, làm sao cho nó thật là nhỏ. Đó xong rồi, bên này thấy đơn giản đúng không? Đắp chủ yếu là đắp làm sao không cho nó bị bè, bị dày thôi, vừa đủ bột thôi. Thì tới khi mà mình lấy cái phần xếp á thì mình sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là móng dài đó thì nó mất thời gian hơn là cái móng ngắn nhiều lắm mấy anh chị. Tại cái phần mà mình lấy xếp lại á, nó cứng đúng không? Bột nè, đắp càng dày thì mình xử lý lại thì càng lâu, nếu mà mình lỡ mà mất xếp thôi. Còn đắp không có mất xếp thì đơn giản chút, đỡ mất thời gian. Chung quy làm sao để mà mình đỡ mất sức và đỡ mất thời gian của mình là được. Rồi xong, đó móng nhọn của mình đã hình thành và nó đã nhọn. Bắt đầu mình sẽ xử lý ở trên cái phần cuticle ha. Nếu mà cuticle của mình nó đều rồi thì mình không có cần chạy cái gì hết, mình chỉ có chạy cái cây XF thôi là xong. Tại vì cuticle của mình nó mỏng, đắp đều rồi thì mình sẽ dùng cái cây XF thôi. Còn nếu mà móng mình không đều thì mình dùng cái cây dụ hay là cây bi tuy ha, xử lý trước ạ. Xong bắt đầu mình sẽ chạy cuticle. Ui, màu đẹp quá, màu rất là xinh nha mấy chị. Và khi chạy cuticle là mình sẽ bật chế độ nhẹ ha, bật chế độ nhẹ, mình chạy từ từ thôi, chạy cho cuticle của mình nó sạch á. Rồi xong,
đi qua cái cây này. Thank you em. Đó, chạy cho đi cô. Rất là sạch nha mấy chị. Anh chị nào chưa có cây này, mấy anh chị mua cây này đi, bảo đảm không có bị mất bột và nó làm cho cái đường nét cái đi cục mình rất là sạch. Có xua luôn, cái này là 10 khách xài là hết 11 khách khen đó mấy anh chị. Ý là một có một chị trong tiệm xài là hết tiệm nguyên tiệm xài chung á. Không, tại vì chạy rất là sướng, chạy sướng lắm. Cái này em thiết kế cái đường cắt của nó đó, chạy nó rất là mướt và khi mà mình chạy nó rất là sạch, mấy anh chị thấy nè. Ha. Và những cái đầu dũa tuyệt đối là mấy anh chị đứng ngâm acetone giùm em. Ngâm acetone nó dễ lục lắm. Không, cái gì mà nó ngâm trên acetone lâu ngày thì nó phải lục thôi mấy anh chị. Và khi lục thì chấp nhận phải mua mới. Còn khi mà mấy anh chị xài á, mà nó cái này là mình dũa là cỡ dũa càng nhiều thì nó lục càng nhanh. Không, nói đầu dũa thì mình nói vậy đi. Còn ngâm acetone là chưa được chảy nữa là nó đã lục rồi. Xong bắt đầu mình sẽ bật chế độ nhanh ha, mình chạy mặt móng. Cái này mình chỉ là chạy cho nó đều thôi, chạy cho nó mịn thôi chứ mình không có phá bột nữa, tại vì bột mình nó đủ rồi mấy anh chị. Bột nó đủ rồi thì em sẽ chạy đây cái xong lát mình qua cái phần thân móng, kiểu mà em đi đi theo kiểu dây chuyền á mấy anh chị. Khi mà lưu ý là chạy mặt móng á, là mấy anh chị bật nhanh á, thì cái đường đi của mình nó mướt nha. Còn chậm á, là nó bị gồ ghề đó. Tại vì sao nó đi nè, nó không có lướt được á, chậm quá nó đâu có lướt được đâu. Nên là khi mà mình chạy á, là mặt móng, tại nó đâu có đụng da đâu mấy anh chị. Mình chỉ là chạy trên cái mặt móng này, thành ra mình bật chế độ nhanh một chút nha. Để chạy cho nó lượt mượt mà lên. Cái đường lướt của nó mượt á, thành ra là mình sẽ đi rất là dễ. Rồi xong mình qua thân móng nè. Đó, thân móng này chỗ nào chưa mịn thì mình sẽ dũa cho nó mịn. Nhưng mà mình lúc nào cũng vậy, lực ghì xuống là nó phải đều nhau ha. Đó, chạy xong mượt luôn. Dạ yeah. Very là mượt, very smooth nha. Nên thành ra là anh chị nào chạy mặt móng mà nó không có đều á, hay là không có được mượt á, mượt thì nó mới mịn đúng không, thì nó mới đều. Còn khi mà mình sờ lên mình thấy chưa có đều, chưa có mịn, nó gồ ghề đó thì mình chạy lại bằng cây này. Cây này tên XF nha mấy anh chị, thì anh chị search trên website của mình đó là XF á. Là mượt đó, đẹp chưa ha, chạy
chạy nhẹ chạy qua bằng cái cây này đó, từ trái bao phải, phải qua trái, thì chắc chắn là cái mặt móng của mình chạy xong không? Thì mình cứ đi theo step vậy đó, đi theo từng bước giống vậy, tự động là mặt móng của mình nó đều à. Và cái nào mà nó chạy mịn rồi không chạy nữa, tại vì á, chạy nhiều quá lát nữa thì á, do thói quen á, đôi lúc mình chạy á, kiểu mà mịn rồi nhưng mà vẫn tiếp tục chạy đúng không, thì nó sẽ bị mất bột. Đó, và cây này thì anh chị mua tại website dùm em ha, silamsupply.com, hoặc anh chị gọi vô số phone công ty nha, 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha. Một số nữa là 714-804-8688. Hoặc anh chị có thể là tới Silam Supply showroom 7495 Anaconda Garden Road 92841, hoặc là tới store của công ty là CL Nail Supply, địa chỉ là 9872 Westminster, Sushi Garden Road 92844, kế bên 85 độ với cỡ lớp á, trong khu building luôn, cái bên đây phải là Thiên Ân không, bò bảy món Thiên Ân, nên thành ra anh chị rất là dễ tìm nha, cái location thứ hai. Và nếu mà anh chị nào xa quá thì mình mua tại website hay là những cái supply gần nhất có sản phẩm của công ty nha mấy anh chị. Đây rất là xinh. Khi xong rồi mình sẽ chỉnh lại cái shape một chút. Chỉnh lại một chút cho nó bén bén một chút ha. Rồi xong mình sẽ buffer. Và lớp học kế tiếp của mình sẽ là tại Oklahoma, tiểu bang Oklahoma nha mấy anh chị, vào ngày 27 và 28, và lớp tại Florida là ngày 3 và ngày 6 tháng 6, và tháng 7 thì tại San Jose sẽ là ngày 15-16, và San Jose thì xin nhận học viên giới hạn thôi, nên thành ra anh chị nào đăng ký là giúp em đăng ký sớm, tại vì ha, cái chỗ San Jose thì nó chỗ nó hơi nhỏ, nên thành ra lớp nào cũng vậy á, là cái lớp đó là nó hết chỗ nhanh lắm, nên anh chị nào mà đang và muốn dự định học thì mấy anh chị đăng ký sớm để giữ chỗ nha. Rồi xong hết thì mình sẽ cho người khách của mình rửa tay nha mấy anh chị, màu đẹp quá, wash your hand.
Đây khách này mấy anh chị thấy quen đúng không? Khách của Christine chắc cũng khoảng 4 năm rồi đó. Đó, tay này ha, tay này khoảng 4 năm rồi đó. Xong hết thì mình sẽ sơn top lên nha mấy anh chị. Trước khi đi á, thì mấy anh chị sẽ kiểm tra cái phần cuticle của mình cho nó thật là sạch. Mình dùng cái gây phủi bụi này nha mấy anh chị ha. Mình sơn cái phần top lên. Thế là mình đã skin it cho cái design này, cho cái bộ này. Thì mình sẽ hẹn gặp anh chị trong cái line tiếp theo. Design nha mấy anh chị. Mình finish cái này cái đó. Đó, kiểm tra ha. Cái cổ rất là sát và rất là sạch nè mấy anh chị ha. Thì cái này tùy thuộc là cái đầu dũa nữa đó. Nên là ra anh chị nào mà dũa chưa có khéo hay là dũa còn bị mất bột, cái cổ không sạch, thì mình có thể là dùng cái cây dũa XF này nha. Xong hết thì mình sẽ sơn top lên. Cái design này thì mình sẽ sơn top rồi xong design. Nhưng mà mình sẽ finish cái design này trên cái line này. Finish cái bộ này với cái top shiny. Đó, top coat cực kỳ là bóng. Mấy anh chị sơn thật mỏng thôi, không kéo nó, kéo cho nó đều. Xong khi mà kéo lại nè, nhẹ tay lại chút không? Nhưng mà cái khi mình kéo hai ba lần mà rất là bóng. Trước khi để vô máy nè, vuốt miếng để cho nó không có bị mất xếp thôi ha. Đừng sơn dày quá, sơn dày quá mất xếp uổng. Ok, inside. Top coat cực kỳ là bóng nha mấy anh chị. Top coat glam top coat này thì 7 đồng một chai ha. 7 đồng một chai thì vì mình có size 15 mi, có size 8 ounce, có size 500 mi với lại size 1000 mi nha. 8 ounce cái gì cũng có hết, thành ra anh chị nào cần cái size nào thì mấy anh chị cứ mua size đó. Size 8 ounce của mình là 55 đồng. Đó, top coat ha, không quá dày, không quá đặc, không quá lỏng, mà khi mà mấy anh chị sơn á, đè mạnh cây cọ xuống giùm em nè, cho cái lớp đầu tiên là thấy không, xong bắt đầu ha, kéo nhẹ lại, không lực nhẹ lại nè, phớt từ trên xuống dưới giùm em ha, là bảo đảm khi mà mấy anh chị sơn vậy nó bóng lắm. Chứ mình không có cần dày đâu, tại mình sơn đi sơn lại cho cái treo mình thấm xuống dưới mà, thấm hết trên cái bề mặt móng luôn. Rồi, cho vô máy. Đó, sơn cho nó thật là đều ha nè, không có cho nó dày quá hai bên và đừng có cho nó dư top nhiều quá nè, kéo cho nó thật là đều xuống. Xong qua bên này,
thêm sức. Rồi, thế là cái bộ nail của mình super bóng mấy anh chị ha. Super bóng nè. Wow, dễ thương lắm luôn. Cái màu rất là đẹp nha mấy anh chị ơi, cái màu rất là đẹp và cái top coat của mình rất là bóng. Một chai là có 7 đồng thôi. Chai nó sẽ là hình dạng như vậy nè, dễ cầm, dễ sơn. Cái cọ của mình rất là dễ sơn nha mấy anh chị. Top coat bao bóng nha, last long mà kiểu mà không phải là 2 tuần trở về vẫn còn bóng. Đó, thì nên thành ra cái top của mình khi mà anh chị xài là mình sẽ yên tâm về cái chất lượng bóng nha. Rồi, cực kỳ là xinh luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chúc cả nhà thành công nha. Và mình sẽ hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo với những cái chia sẻ về kỹ thuật cũng giống như sản phẩm khi mà mình sử dụng trong tiệm nail của mình nha. Và tất cả tư vấn, cần tư vấn thì anh chị có thể là gọi vô số phone công ty 714-804-9288 nha. Và cả nhà có thể là theo dõi Facebook của mình là Christine Lâm, cũng giống như trang pay của công ty là cdmsupply.com. Thank you mọi người rất là nhiều. Và bye bye, hẹn gặp lại.